Nướng tại chỗ luôn. Hấp dẫn quá anh hả? Để vô trong đây nhìn thấy đẹp ha. Chào các bạn cùng cô chú anh chị, mình là My. Hôm nay cho các bạn xem một vòng ở chùa Bát Nhã đón Tết với những cái cảnh rất là thanh tịnh mà nhìn thơ mộng lắm các bạn, các cô chú ơi. Các bạn cô chú nhìn mấy cái nồi súp này nè, nồi nào nồi nấy khổng lồ luôn á, mà 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16 16 cái nồi súp bự. Quá chừng luôn, cái nồi khổng lồ luôn. Mấy củ này chuẩn bị nấu súp. Hàng hàng luôn nè, đẹp quá luôn. Wow, rất là đẹp. Những cây dù lật ngược lên và làm thành cái cảnh rất là đẹp luôn. Trời ơi, quá chừng luôn. Các bạn cô chú thấy nồi bánh tét đang nấu không? Bánh tét với bánh chưng nè. Nhìn đẹp không? Y như thiệt vậy đó. Có hai cái gánh quải nữa kìa. Các bạn thấy cái này mới đặc biệt nè nha. Có lửa nữa. Lửa đang nấu, đang cháy lên luôn á. Lửa giả nha các bạn cô chú. Bóng đèn gần này có cái quạt thổi lên cho nên mình nhìn y chang như lửa thiệt vậy ha. Ai nghĩ ra cái này rất là hay luôn á. Giống thiệt quá cô ha. Đẹp quá luôn. Ai mua bánh tét bánh chưng không? Có cái gánh nữa nè. Ở đây thác nước chảy mà có khói bay lên nữa đó, nhìn đẹp quá ha. Nè, khói bay lên nè, cái hơi nước á bay lên luôn. Xuồng ba lá nè. Trời ơi, nguyên một cái buồng chuối nè các bạn cô chú. Thích không? Là chuối tươi luôn á nha, chứ không phải chuối giả nha, cây chuối thiệt á. Đẹp quá ha, cái cảnh này rất là thơ mộng luôn. Cảnh này mình để đứng chụp hình được cũng đẹp lắm các bạn. Có cây cầu đi vô túp liều tranh. Có lù nước nữa nè các bạn. Rất là chi tiết không? Cái này cũng khó kiếm lắm nha. Mới được là cái đồ múc nước mà bằng nhôm thứ hồi xưa đó các bạn. Wow. Đi lên cầu nè, bước vô túp liều tranh. Các bạn nhìn đẹp quá luôn, có chữ Tết rồi có hoa đào rất là đẹp luôn ha. Ngồi đây uống trà, có trái cây các bạn, hành tỏi ớt treo nữa nè, giống ở quê mình không. Thường tỏi mình thu hoạch xong á các bạn, mình treo lên vậy đó, mình để cũng được rất là lâu luôn á, như củ hành rồi đó.
Trời ơi, mấy cái nồi nấu súp nè, rau cần với củ hành quá chừng luôn. Hấp dẫn quá anh hả? Để vô trong đây nhìn thấy đẹp ha. Cái này là đậu phộng nè. Dạ. Mà cái này nhìn đẹp nè. Em yêu của chị, trời ơi nó đúng nó ngót, tôi gọi tôi quay một mình. Chuối cháy em yêu ơi, chuối cháy, cắt một cái chuối cho em. Tôi nữa thêm mấy cái anh. Một cái thôi. Chuối cháy là mày giải quyết là giải. Khô ráo quá chừng luôn ha. Cái này hấp nó hấp ngon lên, hơn. Dạ. Cái hơi cho nên nó mới không khô. Dạ. Chứ không có hấp, không có cái hơi, tại cái hơi này là hơi nước. Dạ. Cho nên làm cho cái xôi nó không có khô. Thấy hết rồi em yêu ơi. Sáng giờ có mình về quay đậu cái xe bà Kim cũng có đậu được. Bao nhiêu đó chị? Dạ, 105 đồng ông anh. Uống cái miệng. Bỏ mua là phộng đi em. Bởi gì? Bỏ mua là phộng đi em. Đó, lấy rồi, chúng em muốn cho em chờ chuối ra ngoan múc mua đậu phộng. Xin 5 đồng. Có em là xoài bắp nha. 2 kiểu. Xoài nếp thang thôi đậu phộng. Xoài nếp thang thôi đậu phộng với chuối nướng. Wow. Cái này ngày mai Tết có không chị? Dạ có. Dạ, con chào cô. Cái này xoài đậu phộng. Cho em một cái chuối nướng nha. Dạ. Chuối nướng, nướng tại chỗ luôn. Bên đây đậu xanh, bên đây là dừa. Cái giờ lấy em một trái là một cái xô nhìn hấp dẫn. Đây đưa mấy cái gì ăn uống cái mắt gì vậy cô? Nước men lắm, nước men giờ là xui nước men là xô đồ phộng. Ok chị xô bắp không? Dạ xô bắp 15 đồng hả chị? Cắm chị muốn cái con á, thử đi ăn một cái chưa đủ à, còn không quay lại liền à. Hấp dẫn quá chừng luôn á. Cái này á không có muốn đó, không có muốn ăn mà nhìn chị làm vậy nè. Em thích nhất là cái này nè. Good idea chị. Dạ 4 đồng mà làm kỹ lắm. Làm đặt này là làm ở đây hết á, làm kỹ lắm. Trả cho thầy nè. 5 đồng hả chị? Chị lấy cái phụng này hay là phụng hồ kỳ không có một phòng cứ được. Bảy đồng dừa dừa cải. Em giá tiền giờ mà có. Giờ là 41 đồng. Em cầm trăm mọi thứ trên. Em cầm em có cần là có lấy con không? Dạ. Cái này rong biển nè. Đủ thứ món đồ này kho chai sườn kêu cái dù che cho em đi bì chai nè 7 đồng này làm cà pháo nhà cũng cần. Mới đến hôm nay là sáng sớm luôn á, cho nên vắng người. Đẹp quá luôn các bạn ơi. Cảnh này dễ thương không các bạn, cái giếng nước nè. Này múc nước nè.
giống ở quê mình không? Nhìn cái này nhớ Việt Nam quá các bạn cô chú ha. Quay chứ chạy xuống đẹp chưa, hồi xưa múc nước vậy không mà người ta cũng nghĩ ra được cái cách rất là hay để cho mình không có tốn công sức ha. Hồi đó nhà quê My cũng xài nước giếng á các bạn, múc lên xong rồi cái mình bỏ vô cái lu, trong cái lu đó có sỏi á, có cát á nhiều lắm, để lạch lược để lọc lại cho nó sạch rồi cái mình xài. Thích không? Cái này mấy cục gạch tấn vòng luôn là làm thành cái giếng nước ở trên nè, các bạn thấy không? Chi tiết không? Có túp liều tranh nữa. Đẹp quá. Rồi cái tháp ở bên đây mới đẹp nè. Tháp cao quá chừng luôn. Làm thì mình thấy rất là công phu luôn á các bạn cô chú ơi. Đẹp quá. Các bạn có nghĩ ra không? Có ai để con heo ở đây dễ thương quá chừng luôn nè. Hai con voi hai bên đẹp quá luôn. Trời ơi, cái này là bằng gỗ thiệt luôn á các bạn cô chú, nặng lắm đó nha. Trời ơi quá chừng nặng luôn, bự. Wow, chùa sưu tầm được cái con này nhìn đẹp quá chừng luôn á, có khía khía giống như lông vậy nè, người ta điêu khắc đẹp quá mà rất là nặng luôn. Cái này mấy người khiêng mới nổi á mà. Rồi cây quýt có nguyên một chùm trái đẹp quá chừng luôn các bạn ơi, thấy thương quá à. Ở đây còn mấy trái xanh nữa nè, trồng ở trong cái chậu rất là to luôn á các bạn cô chú. Nếu mà ai thích nên trồng cây trong chậu thì cái này là cây trong chậu mà nó cũng lớn nha, gọn mà cũng có trái nhiều. Tháp cao quá chừng luôn. Làm thì mình thấy rất là công phu luôn á các bạn cô chú ơi. Đẹp quá. Mình thích làm cái cây cầu này nè. Nếu mà ở nhà mình mà cái sân mà rộng thật rộng ha, là mình làm cái cây cầu này nè. Ở dưới đầy cái mình cho sỏi rồi các bạn ha, dày qua như là nước vậy đó. Nhìn đẹp, rất là đẹp luôn cái cảnh. Bên này chùa một cột. Các bạn cô chú muốn ăn đồ chay thì mỗi chủ nhật là chùa có, hoặc là những ngày rằm nha, là đều có bán đồ chay, đủ thứ món hết trơn luôn. Trời ơi cái cây quýt này nằm ở trong chậu thôi mà trái quá chừng luôn nè các bạn ơi, đẹp mê luôn. Xài trái quá hả, trồng ở trong chậu mà cũng trái quá chừng luôn á. Ăn. Wow, ăn các bạn ơi, bắp hầm chưa có đậu phộng, có xác dừa nè các bạn cô chú, người ta bào ra đó, nhìn hấp dẫn lắm. Mình mời các bạn nha.
ngon. Trời lạnh ăn cái này vô nóng nóng ngon quá chừng luôn á. Các bạn cô chú thích cái món này thì đến đây thử coi các bạn có thích không nha. Ngon lắm, ăn ấm ấm á. Nên thường thường mình mua ở ngoài á là không có được ấm như vậy đâu, người ta bỏ không hộp sẵn rồi. Còn đây vừa mới ra lò luôn. Ngon. Ngon lắm các bạn. Y chang như bên Việt Nam luôn. Các bạn cô chú nhớ bên Việt Nam mình á, người ta gói ở trong cái lá chuối á, cái xong rồi cái đồ múc này nè, người ta lấy cái cây chuối á, bên vòng vòng cái cây chuối á, nó cứng á, người ta cắt dài dài ra cỡ chừng nhiêu đây nè, cái mình cầm mình vít luôn á, chứ không có được cái muỗng gì đâu các bạn ha. Mà ăn ngon dữ lắm. Rồi cái này mình thấy nếu mà mình mua ở chợ về á mà không có nóng á, các bạn cô chú hâm lại rồi hả ăn. Lần đầu mới ăn được cái này mà nóng như vậy nè. Nó ngon hơn là cái lạnh dữ lắm. Rất là ngon. Tết thường thường ở chùa Bát Nhã đông lắm các bạn. Tại vì đi sớm á thì ít người, chứ đi trễ một chút có đông. Đông rất là đông luôn á, mình không có chỗ đậu xe luôn á, mặc dù thoát kinh rất là rộng ha, mà đông nghẹt hết luôn. Ngon. Nếu mà các bạn cô chú á, muốn đến chùa Bát Nhã ha, mình đi sáng sớm. Còn không á, là chắc phải nhờ con cháu ai á, chở đến để mình ở đó, rồi đi tìm thoát kinh đậu xe. Chứ còn không á hả, là không có đến được đâu, chỗ này chùa này đông lắm, nhất là mấy ngày Tết á rất là đông luôn, năm nào cũng vậy hết á. Như mi đi nhiều khi là mi hên á thì ha, đi vô đứng lâu lắm vậy mới được chỗ đậu xe, còn không là kêu ông xã chở đến bỏ mình đó cho mình vòng vòng, xong rồi mình làm công quả ở chùa ha tới chiều luôn, rồi gọi ảnh ảnh đi đến rước về là cái dễ nhất á, chứ kiếm parking khó lắm. Nếu mà nói tiêu chuẩn của xoài bắp á các bạn cô chú, là cái này đúng tiêu chuẩn luôn á. Nếu mà cái dừa mà được dừa hơi non non chút nữa thì càng ngon hơn. Cái này hơi bị cứng một chút. Mình cho khoảng 9 điểm được á. Tại cái bắp nó nóng á, mình ăn nó ngon quá chừng luôn á. Nếu mà cái dừa mà được dừa non nữa là mình cho 10 luôn. Theo cái tiêu chuẩn của cái bắp hầm này thôi nha các bạn. Mình xin dừng ở đây ha. Cảm ơn các bạn cùng cô chú anh chị rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Chuẩn bị bước sang năm mới, mi kính chúc các bạn cùng cô chú anh chị một năm mới luôn được nhiều sức khỏe, vạn sự luôn được như ý, phát tài phát lộc, gia đình luôn được hạnh phúc nha. Mi hẹn các bạn cùng cô chú ở nhiều video khác của mi nữa ha. Mi chào tạm biệt nha. Bye bye.